Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm 18 ngày 19 tháng 4 năm 2022. Vùng đồi núi thấp nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa. Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm trung bình 85%. Vùng đồi núi cao nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, gió nam cấp 2. Nhiệt độ từ 16 đến 20 độ, độ ẩm trung bình 85%. Thành phố Lào Cai có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa. Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ, trời rét đậm. Nhiệt độ từ 13 đến 16 độ, độ ẩm trung bình 95%. Khu du lịch Bắc Hà mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, gió nam cấp 2. Nhiệt độ từ 16 đến 20 độ, độ ẩm trung bình 85%. Tiếp theo là thông tin thời tiết các khu vực trong nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có nơi mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, đêm có mưa rải rác, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ.